Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe luôn nha. Thì tập ngày hôm nay là một tập về bản cập nhật mới nhất của Pixelmon, đó chính là bản 7.11 nha các bạn. Đó, đây là một cái bản mới nhất luôn. Và nó đã cập nhật thêm một vài cái thứ rất là xịn sò nữa. Ngoài ra mình cũng đã cập nhật thêm cái game shark bản mới nhất luôn nha các bạn. Đó, vừa Pixelmon mới nhất, vừa game shark mới nhất luôn. Và đây chính là game shark mới nhất của chúng ta đây nè. Nó có show hai cái nữa, đó chính là show Ultra Beast và show Wormhole nha anh em. Đó, ngoài ra những cái vị trí á, nó cũng sẽ chia ra cho nó hợp lý nữa. Các bạn có thể thấy, đó, mình có thể di chuyển mấy cái vị trí nè. Nó sẽ chừa cho mình những cái khoảng như là minimap và cũng như là cái list của Pokemon của chúng ta nữa. Đó, rất là tiện luôn nè. Rồi, mình sẽ khóa nó tại chỗ này nha các bạn. Cái game shark này á, thì chúng ta không có được thuận tiện như hồi trước nữa. Nhưng mà bù lại một cái thì nó đã chia sẵn cho chúng ta rồi. Đó. Rồi, và tiếp theo đó chính là cái giao diện khi mà chúng ta tiến hóa Mega hoặc là chúng ta dùng những cái skill bên ngoài của Pokemon thì nó sẽ như thế này nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ có hai lựa chọn nè. Đó, nó sẽ không có chuyển nút như hồi xưa nữa. Bây giờ chúng ta có thể dùng những cái lựa chọn như thế này để mà tiến hóa Mega cũng như là xài những cái skill ở bên ngoài nha. Đây, đây chính là Mega Sizer nha các bạn. Rồi, tiếp theo mình sẽ dùng một cái skill bên ngoài của con Sukitri nha. Lâu lắm rồi thì mình cũng không có quay trở lại cái series này nữa. Mình sẽ phóng điện luôn nha các bạn. Rất là kinh khủng luôn. Cháy luôn cái con Sukitri luôn kìa. Rồi, thì cái cập nhật thứ hai đó chính là cái Pixelmon này nó đã cập nhật thêm hai cái chiếc xe đạp nha các bạn, đó chính là Mashbike và Acrobike. Đó, thì về hai cái loại xe đạp này thì cái Mashbike nó sẽ chạy nhanh hơn Acrobike nha các anh em. Đó, tí mình chế tạo thì mình sẽ cho các bạn coi. Đó, rất là xịn sò luôn. Công thức thì nó cũng rất là đơn giản thôi, một cái sử dụng Thunderstone nè, một cái sử dụng Doorstone, đó, một cái thì xài bằng năng lượng của điện, viên đá của điện, một cái xài bằng viên đá bình minh. Rồi thì mình sẽ đi vào cái công cuộc chế tạo luôn nha anh em. Rồi, để mình coi thử nào. Đầu tiên chúng ta sẽ cần cái cổ lái trước. Cái cổ thì rất là đơn giản thôi, hai cái miếng da nè, một cái thỏi sắt và hai cái cây bằng cổ. Tại sao lại không xài hai cái cây bằng sắt ta? Khó hiểu. Đây mình sẽ lấy da ra nha các bạn, cũng như là lấy thêm mấy cái cây bằng gỗ. Chúng ta có một que nè. Thêm mấy que nữa coi. Rồi, ba. Rồi, lấy thiệt là nhiều luôn nha anh em. Đây mình sẽ tạo luôn nè. Ta la, đây chính là hai cái cổ xe nha anh em. Cổ xe nó sẽ nói với cái tay lái của chúng ta. Tiếp theo là bốn cái bánh xe, tại vì mình chế tạo hai chiếc xe luôn mà. Bánh xe thì được chế tạo bằng silicon bao quanh một cái thỏi sắt nha anh em. Rồi, sẵn bốn thỏi sắt luôn nè. Tiếp theo đó là silicon, rất là nhiều silicon luôn. Rồi, mình sẽ tạo ra hết bốn cái bánh xe. Rồi, đã đủ rồi nha các bạn. Để tiếp theo mình coi thử nó là cái gì đây. Đó chính là cái khung chính nè. Nó sẽ xài bằng những cái viên đá cũng như là mấy cái thỏi aluminum. Mấy cái thỏi nhôm anh em ạ. Cái khung bằng nhôm nè. Nói chung thì cũng khá là hợp lý ha. Rồi, một cái Thunderstone và một cái Doorstone nha. Đầu tiên là Acrobike. Tiếp theo là Mashbike nha. Đó, chế tạo luôn một cái Acrobike luôn nha các bạn, một cái xe hoàn chỉnh đây nè. Ta-la, đã xong rồi. Và tiếp theo đó chính là Mashbike. Đây, một cái khung Mashbike và một cái Mashbike hoàn chỉnh. Thế là mình đã có được hai chiếc xe rồi. Ok, để bây giờ mình chạy ra ngoài và test cái Mashbike này trước nha. Chạy rất là xịn luôn. Và các bạn có thể thấy được cái kiểu của nó nè, hay vãi chưởng. Cái tay cầm này thì nó bẻ cong lại anh em ạ. Nói chung là nó như xe cho người thi đấu vậy á. À, còn đây là cái Acrobike nè. Đó, cái tay cầm nó sẽ khác hơn ha. Tay cầm thẳng. Nói chung thì cái tay cầm cong á thì nó sẽ
gọi là vận dụng cái khí động học được để cho chúng ta chạy nhanh được đó các bạn à. Đó. Rồi, rất là xịn luôn. Thế là chúng ta đã có được hai cái xe rồi. Quá ngon, quá ngon. Để mình trang trí hai cái xe này ở đây cái đã. Mình sẽ đặt mấy cây đuốc đi cho nó sáng một cái đi. Tiếp theo là mình sẽ để một cái Mashpipe bên này và một cái Acrobite ở phía bên còn lại nha các bạn. Acrobite. Ồ, quá xịn luôn. Hai chiếc xe. Rồi, để mình đi ngủ cái đã. Quá ngon, quá ngon. Ngủ một phát. Rồi sáng mai chúng ta sẽ tiến hành đi bắt thêm nhiều em Pokemon mới nữa. À, ngoài này có một con boss Rattata nè anh em. Để mình lái xe đi ra coi nó luôn. À, quá xịn. Thì trong cuộc hành trình ngày hôm nay mình sẽ dùng cái Mashpipe nha các anh em. Đó, cho nó chạy cho nhanh. Cái Aeropipe thì mình sẽ tạm trang trí ở chỗ đó đi. Rồi, Ibeam mình nè con. Ồ, nó đã bị đóng băng rồi các bạn ơi. Quá xịn luôn. Mình sẽ dùng chiêu Wish này nè. Một skill hệ bay. Ồ, nó đã bị đóng băng rồi, nó không thể tấn công được mình nữa. Quá ngon luôn. Mental Herb hả? Mình sẽ lấy luôn nha. Những cái này thì chúng ta sẽ lấy hết. Để mình coi thử còn cái món vật phẩm nào mới hay không. Trang này cũng không có luôn. Có vẻ như ngoài việc cập nhật hai chiếc xe đạp thì nó cũng không có cập nhật cái gì mới nữa anh em à. Ok, để mình lên đường thôi. Mấy cái xe đạp này thì chúng ta có thể đập ra để mà mang đi cho nó tiện nha. Cái đập ra để bỏ nó vào ba lô á anh em à. Rất là tuyệt vời luôn. Và đây chính là cái animation khi mà chúng ta lái xe nè. Nhìn cũng rất là đã ha. Wow, khá là xịn sò luôn. Các bạn có thể nhìn thấy cái chân nè. Nó đang di chuyển nè. Wow, ngon quá ta. Quá xịn, quá xịn. Ủa, cái tay cầm nó cong xuống dưới mà. Sao nó lại cầm ở trên đây ta? Thật là kỳ lạ. Thôi kệ đi. Để mình thử test nó ở dưới nước coi. Cái xe đạp này nó có thể chạy được ở dưới nước không nha các bạn. Bên này nó có một cái Pokéchess nè. Nhưng mà khoan đã, chúng ta sẽ test nó ở dưới nước trước nha. Chạy một ô dưới nước thì được. Nhưng mà chạy hai ô thì nó sẽ đẩy chúng ta ra nha. Có nghĩa là cái xe này nếu mà nó ngập nước hoàn toàn thì nó sẽ không có thể đạp được nha. Nói chung là cũng khá là hợp lý. Để mình qua mình lấy cái Pokéchess cái đã. Có thử nó có cái gì xịn sò nào. Thế là đây là một skill ground nha anh em. Quá ngon luôn. Để mình tiếp tục khám phá những cái khu vực này và tìm thêm nhiều em Pokemon mới nữa nha. Mình cũng còn khá là nhiều em Ultra Beast nè, Pokemon và Legendary mà chưa có nữa đó. Chúng ta phải cố gắng hoàn thành ở trong cái dịp Tết này để mà kết thúc luôn cái series này đi. Taiga hả? Mình nghĩ là chúng ta nên qua một cái vùng mới đi ha. Ở đây có một con Ninkanda nè. Con boss ở đây mà. Quá ngon luôn. Đi qua mà chiến với nó luôn. Lâu rồi mình cũng không có thách đấu. Bây giờ là thời khắc đã đến rồi. Ai beam nó anh em ơi. Một skill nó chết queo luôn. Trời ơi. Còn gì băng nữa. Rồi, Taiga hả? Mình nghĩ là mình nên qua một cái vùng Taiga xịn sò hơn nha anh em. Ây da, nó té tôi rồi. Mình sẽ đi qua cái vùng Redwood Taiga đi. Vùng đó thì nó rất là xịn luôn. Nó còn có thể xuất hiện Legend nữa. Và bên này nó đã phát hiện ra được một cái Ultra Wormhole rồi nè. Một cái lỗ sâu để mà chúng ta chui qua thế giới Ultra đó các bạn à. Đó, để mình tắt shader rồi cho các bạn coi cái lỗ sâu này nó sẽ nhìn như thế nào nha. Đây chính là cái lỗ sâu khi mà chúng ta đã tắt shader rồi nè. Đó, nó đã cập nhật lên rất là đẹp luôn. Nó không còn như trước nữa. Nhìn nó rất là phê ha. Mà khi bật shader lên thì nó chỉ còn lại một chấm thôi. Mình sẽ tiến hành bay vào trong đây luôn nha anh em. Đó, chúng ta sẽ tiến hành khám phá thế giới Ultra nha. Ta-la.
Và đây chính là thế giới Ultra nha. Quá xịn luôn. Ồ, chưa gì đã thấy được một cái Master Chest rồi nè. Ờ, à, và cái bản đồ của mình nó chưa hoạt động hả? Để mình phải chỉnh một xíu các bạn à. Ây da, mình cài hai cái nút là chỉnh bản đồ và chỉnh skill nó gần gần nhau nên rất là dễ bị lộn. Đây. Oh, bản đồ nó đã về lại trạng thái bình thường rồi nè. Để mình qua mình kiểm tra coi cái Master Chest này nó có cái gì nha. Một cái rương Master. Rương Master hả? Ồ, được một skill nè, Icy Wind. Gió lạnh, gió băng hả? Ghê quá vậy. Ồ, bên kia còn một cái Master Chest mới nữa nè. Mình đi qua bên đó luôn nha. Thì mới qua cái thế giới này thì nó sẽ bị giật lắc rất là kinh khủng nha các bạn. Chúng ta chạy bộ thì không sao, nhưng mà chúng ta cởi Pokemon á, trong Bismarck á, thì nó sẽ bị giật rất là kinh khủng. Tại vì Pokemon nó bay nhanh hơn cái tốc độ bình thường của chúng ta đó. Ồ, Master Chest. Nó nằm ở đâu vậy? Cách đây 11 ô. À, bên đây, bên đây. Lâu quá rồi, không chơi đây mà. Lâu quá rồi, gần 3 tháng luôn rồi nè. Rồi, chúng ta được một cái Destiny Knot. Một cái đồ chơi thôi à. Ồ, và ở đây chính là một cái vùng Ultra. Khá là xa với cái vùng mà trước khi mình tới ha. Đây, những cái vùng trước khi mình tới nó cách đây tầm mười mấy nghìn mét không à. Wow, nói chung là cách xa hơn 10.000 mét anh em ạ. Kinh khủng quá. Thôi, mình sẽ khám phá cái vùng mới này đi. Hy vọng chúng ta có may mắn gặp được những em Ultra Beast. Ờ, cũng như là những em Pokemon mình chưa có nữa. À, cái vùng này có tên là Mega Tiger Hill nha. Đó, những cái đồi Tiger cực lớn nha anh em. Rồi, mình đã lưu thành công rồi. Chúng ta cùng đi khám phá một vòng coi. Bên đây có một cái Master Chest nữa nè. Trời đất ơi. Chủ yếu là mình đi lấy mấy cái rương này nè. Chứ tìm Pokemon ở đây thì nó rất là khó luôn đó. Tại là nhiều cái vùng nó lẫn lộn nữa. Với lại bên đây á thì cái thời gian ban ngày với lại ban đêm á, Nó rất là chênh lệch so với ở bên thế giới thường nha các bạn. Ban đêm nó sẽ rất là ngắn luôn. Tầm 1 phút hoặc là 30 giây thôi à. Nó hầu như là không có ban đêm đó. Tí mình sẽ cho các bạn coi. À, bên đây chúng ta có được một cái tòa End Tower nè. Tòa tháp nó nằm ở dưới DN nè. Để mình lên mình khám phá coi. Trước khi đó thì mình sẽ lấy cái Big Chest trước nha. Bang. À, được một cái Rockium Z. Một cái đá Z của hệ đá này mà. Rồi, lên luôn cái tòa này luôn nha. Entao. Ồ, và đây là cái vùng Ultra Deep Sea nha. Vùng xuất hiện của con Legendary Nihilego nè. Ồ lộn, con Ultra Beast Nihilego chứ. Ồ, sao mình đập nó không ra vậy? À, cái cúp này nó không có siêu thích. Để mình sẽ cần một cái cúp siêu thích mới nè. Đây, chúng ta có thể thấy được. Đây chính là những cái Ultra Deep Sea Crystal nha các bạn. Đó là những cái món vật phẩm mới được cập nhật ở đây thôi. Đợt trước thì mình hay nhầm cái này với lại hắc diện thạch, nhưng mà bây giờ là hết rồi đó. Wow, có em này nhìn rất là lạ ha. Sao màu nó kỳ quá vậy? À, nó bị ánh sáng hắt vô anh em ơi. Trời ơi, cái shader này làm thật quá à. Hay là cái shader mà cao nhất hiện tại của cái bản mình đang xài luôn á các bạn à. Nó rất là giật luôn á, kinh khủng lắm. Đây, đầu tiên mình sẽ lên ở trên đây trước nha. Có được hai cái rương nè. Ta là chúng ta được mấy cái đắt game. Trời ơi, Gold Ingot và My Play cũng rất là ngon luôn á. Nói chung là lấy hết em ạ. Lại là mấy cái đắt game nữa nè. Ở trong đây nó có rất là nhiều luôn. Mình cũng không có cần thiết mấy cái đó lắm, nhưng mà nó nhiều quá à. Nói chung là lụm hết. Rồi, xuống đây luôn nha các bạn. Ở dưới kia nó còn mấy cái rừng nữa đó. Bạn nào mà đi những cái tòa Entau này nhiều á thì sẽ phát hiện ra những cái tháp nào nó sẽ có được rương nha. Đó, rất là dễ dàng luôn. Những cái tháp mà nó sẽ có
mấy cái đường để đi xuống như thế này nè, để nó chắc chắn sẽ có rương đó các bạn ạ. À, đây chúng ta được được iron ingot nè, cũng ngon. Bên đây có được gỗ và iron ingot luôn nè. Rồi mình sẽ cắt hết nha các bạn. Xin xin liên quá đã. Trời ơi, nãy giờ đi nó vẫn mở được có một xíu thôi, quá nhỏ bé luôn. Rồi để mình coi nào, bay qua bên đây nổi không? Không nổi thì chúng ta sẽ đi về lại anh em. Mình sợ đang bay qua thì không nổi đó. Ồ, khá là lát luôn nha. Rồi bay qua bên đây luôn nha. À, bên đây có một cái bit chest nè, chúng ta đi vào lấy nó luôn. Bit chest cách đây gần 50 ô. À, tiến hành tiếp cận và lấy nó thôi. Hy vọng mình được mấy cái bit bond. Ta là được một cái splat play. Trời ơi, cũng không có xịn sò gì cho lắm đâu. Ồ, con Rattata này láo quá ta, dứt mày luôn. À, mình thấy ngồi xa xa kia có một nhà thách đấu nè, để mình đấu với cô ta luôn. Paras, họ mới cấp 50 mấy thôi. Ở bên đây lại có một con boss là Casterbird nữa anh em ạ. Rất là ngon. Trời ơi, lâu quá mình không vô game lại, tụi này nó nhớ mình hay sao á, đòi kiếm mình ngoài nè. Scatterbird, mày nè con, chết queo luôn. Và nó cho mình một cái Rare Candy. Trời ơi, lâu rồi mới thấy được Rare Candy đó anh em ạ. Đợt trước mình xài hết rồi. Trời ơi, bây giờ mới thấy được nè, quá xịn luôn. Ngon ta. Đó các bạn thấy không, trời nó đang tối nha. Hiện tại thì nó đang buổi tối đấy các bạn ơi. Các bạn coi, nó sẽ chuyển sang buổi sáng rất là nhanh thôi. Ơ, cái chỗ này nó gì mà trong suốt quá vậy, nó bị lắc hả ta? Để mình thử nhảy xuống nha các bạn. Trời ơi, nó chính là một cái dụng nước thôi. Đó, và trời nó đã sáng trở lại rồi nè. Đó các bạn thấy không, nhanh vãi chưởng luôn. Buổi tối hầu như là nó chỉ kéo dài tầm đâu đó 1 phút thôi. Bên đây có một con Zubat nè, và có mấy em Pokemon giống mặt trăng nữa, đó chính là Lunar Stone nha các bạn. Bên đây có một ông nhà thách đấu nè, thách đấu với ông ta ngay. Wow, ông này cấp 100 luôn anh em ơi. Wow, skill của mình như là gãi ngứa vậy. Đây là Magnet Mine nha. Ủa, nó đánh mình đau quá, mình phải đổi qua con khác mới được. Qua con Mewtwo thử coi. Mewtwo này đang cấp 82 nè. Dứt nó luôn. Wow, chết queo liền. Magnet Stone luôn nè, ghê quá ta. Mày nè, Magnet Stone, chết queo. Sidekick nó luôn nè anh em. Nó đánh mình cũng không bao nhiêu ha. Ui, mới nói xong nó làm hết nửa cây luôn, kinh vậy. Aura Fear. Có vẻ như là không có xài skill đó được anh em, mà mình phải đổi qua con mới mới được. Machado ra trận. Mày nè con, ngậm củ tỏi ngay. Sugar Punch. Trời ơi, ít máu quá. Mày, Aaron hả? Chết queo luôn. Mày, chết queo mắt đến mai luôn. À đâu, nó còn một máu anh em à. Một máu nè. Cuối cùng cũng giành được chiến thắng. Xa xa này còn có thêm một cái ông nhà thách đấu mới nữa. Mình sẽ đấu với ông ta luôn nha anh em. Kling hả? Ông này thì toàn một cái mon cấp 70 mấy 80 thôi. Nói chung thì cũng không có khó bằng cái ông hồi nãy đâu. Đó các bạn nhìn thấy nè, trời nó đang tối nè. Một xíu nữa thôi nó sẽ chuyển sang buổi sáng ngay. Bên thế giới Ultra nó rất là tuyệt vời như vậy đó. Tại vì mình xài Shader, mình rất là ghét nhìn trời tối á. Tối thì nó tối kinh khủng khiếp lắm. Còn ban ngày thì nó sẽ rất là đẹp thôi. Con lên chích queo luôn này kìa. Vừa Mega lên phát chích queo luôn. Con gì đây? Blaze Fallen. Đây là một Ultra Beast anh em ạ. Một
một trong những con quái thú ở thế giới Ultra nè. Con này là lần đầu tiên mình thấy á. Ui, rất là đã luôn nè. Nhìn nó giống chú hề ha. Con này thì theo như mình biết là nó trình diễn pháo sáng đó anh em ạ. Những cái đầu của nó đó, nó dùng để trình diễn pháo sáng đó, rất là đẹp luôn đó. Nhìn nó mặc đồ vẫn giống chú hề cỡ nào á. Ủa, nó lắc đầu à. Kinh với chướng. Whitbon trước nha. Đó, đầu tiên là phải Whitbon. Hình như skill của mình đánh nó không có sát thương anh em ạ. Whitbon không được thì mình sẽ chuyển sang cái quả bon mới. Đó chính là quả bon chuyên dụng luôn. Beast Bon. Quả bon dùng để bắt những cái quái thú Ultra nha. Lụm nó ngay. Vẫn không được nè. Chúng ta sẽ tiếp tục với những quả khác như là Tamerbon chẳng hạn. Tamerbon. Bắt cũng không thành công luôn. Còn con này khó quá chứ vậy. Nhìn vậy bắt rất là khó nha các bạn. Nó đánh chết con Caesar của mình luôn kìa. Mạnh vậy. Kèo này hơi bị căng nha. Mình sẽ đứng đây và tiếp tục spam Tamerbon bằng được mới thôi. Con này nó đánh Articuno của mình hết một cây máu luôn á anh em à. Kinh vậy chứ. Có vẻ như nó khá là mạnh đó. Dám đánh cái con Articuno với con Caesar của tôi hả? Ta sẽ thu phục ngươi. Trời ơi. Không được rồi, mình phải chuyển qua Machado mới được. Chuyển qua những con mà level càng cao á, đó, máu càng full thì cái cơ hội thu phục nó sẽ rất là dễ anh em à. Yes, mới nơi xong luôn. Và một em Legendary mới là Virizion nè. Đây, nó có thông báo luôn anh em ơi. Xuất hiện ở vùng Forest Hill. Đây, Virizion. Ê da, con này sao sung quá vậy. Từ từ thôi. Rồi, tới lượt của mày đây rồi nè. Không còn gì phải gấp nha. Virizion hả? Nãy giờ thì mình đang đánh với Virizion. Và mình nhận ra là nó có một cái skill tự làm mất máu của bản thân. Nên là mình không có dùng Phone Sweep tới một máu đâu anh em à. Mình chỉ dùng tầm nửa cây là được rồi. Chứ tới một máu là cái con này nó tự tử luôn đó. Kinh lắm. Con này bắt có vẻ khó quá vậy. Quá nhiều bon luôn. Nhưng mà còn vẫn không thành công nè. Hả? Trời ơi, tưởng thành công rồi chứ. Chưa được anh em ạ. Tiếp tục là Safari Bon nha. Mình sẽ cố gắng spam một vài quả trước. Rồi mình sẽ dùng Tamerbon sau nha. Đó, đây là thời cắt của Tamerbon. Trời ơi, nó lâu lâu. Mình cứ tưởng là nó thành công rồi. Tamerbon lần 2. Nãy giờ là lần thứ mấy rồi chứ. Không phải lần 2 đâu. Tại vì bắt con này rất là khó luôn các bạn à. Nó cấp 70 nè.
Look into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the life, it hits the spot. Walking on fantasy. Tốn quá chừng Tamerborn luôn mà vẫn chưa thành công các bạn ơi. Mình đã có một trong bốn con thánh kiếm sĩ rồi, đó chính là con kẹo dẻo nè. Mình phải quyết tâm bắt bằng được cái con thứ hai này mới được. Đó, cố lên nào Tamerborn. À, ở ngoài này nó có hai con, đó chính là con Metabot cũng như là con Rattata này. Đang cố gắng kiếm chuyện với mình nè các bạn ơi. Tại vì mình đang trong cái trận chiến với cái con Virizon rồi, nên tụi nó sẽ không thách đấu được mình nữa. Mà khi mình bắt xong á thì tụi nó mới bắt đầu lộng hành đó. Tiếp tục xài quả gì đây ta? Mình đang khá là cân nhắc xài Master Ball đi. Nhưng mà một xíu đi rồi mình xài tiếp Fast Ball. Không thành công rồi. Thôi quay trở lại với quả Summer Ball mới được. Hình như là trời nó đã muốn tối rồi các bạn à. Yes, cuối cùng mình cũng đã bắt được MV Ryzen này rồi. Và không nằm ngoài dự đoán của mình thì mấy con Metabot cũng như là Rattata này nó đang cố gắng kiếm chuyện với mình nè. Chết đi mấy con quỷ, lì quá hả. Rồi, mình sẽ đi đánh mấy con bạn của nó nè, để mà bớt hoàn hành mới được. Lavita. À, con này giới tính nam, không phải là con anh em à. con gì lạ vậy? Fomantic hả? Con này mình có rồi. Fomantic chết queo luôn. Mewtang hả? Cho mà chết queo luôn nha. Mewtang nè, quá ngon luôn. Thịt heo bây giờ đang lên giá đó các bạn ơi. Hình con Mewtang này nó có giá lắm đó. Đừng có đùa với nó. Rồi, để bây giờ mình kiểm tra coi hai em mà mình vừa bắt đâu rồi. Ô, con gì nữa đây? Nihilego. Cái con Ultra Beast đầu tiên của mình nè. Mà cái con này mình đã có rồi các bạn ơi. Để chúng ta cùng nhìn lại nó một lần nữa nha. Nhìn nó rất là đẹp luôn. Một cái quả cầu ở trên đầu nè. Và nó đeo cái nón rất giống là nón phù thủy. Chúng ta sẽ coi thử cái spawning của bản mới này nó có khác biệt gì không. Mình thấy nó vẫn bình thường, vẫn là giống cái bản cũ, không có khác gì hết. Sao kỳ vậy ta? Reset to default coi. Mình sẽ đặt về mặc định. Đặt về mặc định thì nó cũng vậy anh em à. Nó chỉ thêm cái phẩy không vào thôi à. Trời ơi, vậy mà Legend cũng như là Ultra Beast xuất hiện quá chừng luôn. Ngon quá hả? Đúng là lâu lâu trở lại game nó ưu ái vãi chưởng luôn. Mày nè con, Nihilego hả? Mình phải đổi qua cái con nào mạnh hơn để mà kết liễu con này mới được. Mày nè. Không được hả? Special tip nè. Đó, vậy nó mới chịu, nó rớt cho mình rất là nhiều cobblestone luôn. Rồi, bỏ qua cái phần của con Nihilego đó đi. Chúng ta sẽ kiểm tra hai cái con vừa mới bắt. Đó chính là con Playfellens cũng như là Virizon nha anh em. Đâu rồi? Virizon và Playfellens đâu rồi? Đây rồi. Nhìn nó rất là giống với chú hề nè. Đầu tiên sẽ là em Ultra Beast. Ultra Beast. Wow, con này bự quá vậy. Nó bự vãi chưởng luôn, nó cao hơn mình luôn các bạn ơi. Cái tay nó vơ vơ cũng, cái đầu nó lắc lắc nè. Nhìn rất là dễ thương luôn nè. Trời ơi, xịn sò quá ta. Quá ngon luôn. Rồi, tiếp theo sẽ là em Virizon. Con này thì chúng ta có thể cởi được nha các bạn. Cởi được tuốt. Chạy rất là nhanh luôn. Trời, nó mưa luôn rồi. Trời ơi, tôi mới cởi thôi, trời nó mưa luôn, chán thiệt. Em này thì nó có skill takedown. Cái skill này thì nó sẽ tự gây đam cho bản thân nữa. Nên rất là nguy hiểm. Trời ơi, thảo nào. Thu phục nó khó vãi chưởng luôn á. Cất hai ẻm vào thôi nha. Đó, chúng ta sẽ lôi hai con, đó chính là Sukitri cũng như là Mashadora nha. Mình sẽ cày cho nó lên cấp 100 trước cái đã.
Đầu tiên thì chúng ta sẽ xóa hết mấy cái này. Verizon đã xong. Và Play Felons xong luôn. Hai em à, quá ngon. Rồi, tiếp tục cuộc hành trình thôi các bạn ơi. Ở đây thì mình đang thách đấu với một cái ông này nè. Pokemon của ổng toàn cấp 70 mấy thôi, nên không có gì đáng ngại đối với mình cả. Ây da, nói không có gì đáng ngại nhưng mà nó giết chết mình luôn á. Ghê vậy. Rồi, Master Chess hả? Bên đây có một cái nè. Ở bên kia có một cái phi thuyền bay anh em ơi. Ồ, cái chỗ này nó đẹp ta. Wow, và một cái end tower luôn. Ngon. Chúng ta sẽ cùng lên trên cái phi thuyền bay coi thử có gì không. Có gì xịn sò không? Nói chung thì ở bên thế giới Ultra này nè, mình đã gặp mấy cái quả Master Ball từ những cái phi thuyền bay này đó các bạn ơi. Nói chung là nó chứa rất là nhiều Master Ball đó, cái tỷ lệ đó. Nói chung rất là ngon luôn. Sao là không có gì hết. Tưởng có tôi lại mừng. Bên đây cũng không có gì luôn. Trời đất ơi, khổ vãi chưởng. Rồi để mình dọn dẹp đồ một cái nha các bạn. Hay, chuyến hành trình của chúng ta chắc tới đây là kết thúc rồi. Quá xịn. Hôm nay quá lời luôn. Được hẳn hai em. Một em Ultra Beast nè. Một em Legendary. Và gặp thêm một em Ultra Beast khác nữa. Trời ơi, ngon quá chưởng luôn á. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh cái nút subscribe. Và chia sẻ video này ở chế độ công khai cũng như là comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.